Mình cho học được gì đấy hả? Em sợ bị chú sơn viện đấy. Chú già đi ạ. Chú sơn cái hóa đột bệnh án ấy, xong rồi sang bên đây để lấy thuốc các bạn. Có nồng độ tắm là ôi giỏi quá, ngon chưa này. Đấy, cái nồng độ này phải đánh ra từ trước, hôm trước mình cũng ăn rồi. Xin chào các bạn nhá. Như vậy là con trai lớn mình đã đón thằng em bé tí về rồi. Em bé tí ra đây muốn nào? Cô nhớ cô có shipper cho ngoan á. Đi đó. Ăn đi đây. Ô đi về khi chim mà đi mà đi sớ. Khi chim. Cho con khi chim mà đi sớ. Múc à phố. Hả? Ngay vừa với cháu bố gọi là mẹ. Ôi 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 ôi. Cô giáo gọi điện cho mình nhá, bảo là thằng bé là đến lớp là ho rất là nhiều, mình đã phải về sớm để đưa anh ấy đi viện để cho nó dứt điểm cái ho đi, chứ không đi làm thì không an tâm. Nghịch lắm các bạn. Đó, cởi áo đấy. Ngoài trời thì tuyết thì nó rơi xong rồi là nó phủ một lớp ở trên mặt đường ấy, đi rất là trơn trượt, với lại là rất là lạnh các bạn. Bởi vậy là chính vì không khí lạnh mấy ngày nay thì ra là con mình nó kiểu nó mắc ho, bị ho này, đau cổ, ho, rát cổ. Thế bây giờ mới cho đi bệnh viện để khám, để cho đảm bảo sức khỏe thì bố mẹ làm an tâm. Đấy, đấy thì về bắt là làm gì ấy? À, làm gì ấy? À, hắn bảo làm gì ấy? Rồi dán cái... Có nghĩa là mình mua cái phô mai que không? Thế bà này bán bắt anh rồi dán cho anh ăn. Ừ, dán cho anh ăn đi. Đó, dán nằm đúng rồi. Vế, vế. Vế cái đấy. Đấy. À, phải không? Đó, nghịch chưa? Đó. Đấy, cứ ho thế thôi, rất là nguy hiểm. Đi làm, mình đi làm không quan tâm bởi vì các bạn ấy ở nhà bạn ho kinh khủng luôn. Và cô giáo điện cho bảo là ho lắm, phải đón về sớm. Anh lớn này. Đây, cái con mình rất thích ăn cái loại này nè. Đây, phô mai que của Hàn. Đây, loại quái gì, quái quỷ rồi đấy. Chít trừ sư tinh này. Đây, ui giời. Làm cho mình đây. Rán 4 miếng, cái chảo chỉ đủ 4 miếng thôi. Cho em ăn. Ở giữa thì không nhanh chín, còn là bên trong. Mình vừa về nhà thì ngồi một tí, tưởng là vợ mình còn lâu mới về, ai ngờ thì về nhanh thế. Thế là chưa kịp tắm rửa cả, mặc vội cái áo này chuẩn bị đi. Thế thằng cu con mình giờ vừa anh vừa rán cho ăn, đang ngồi ăn thôi. À. À. Đây. Đang ngồi chén này. Ừ, đây một con. Đấy. Anh chuẩn bị quần áo đi. Ừ, về nhà chưa kịp tắm rửa cả nên là phải đi ngay, bởi vì mình đã về nơi các bạn. Bây giờ là chỉ đợi cho em bé ăn xong rồi đi cho em đi bệnh viện kiểm tra. Đây là nói tiếng Việt thì bởi vì em không hiểu tiếng Việt, thành ra là nói bệnh viện thoải mái. Nếu nói tiếng Hàn là biết ngay là không đi đâu. Bỏ đi bệnh viện chắc chắn là sẽ không bỏ đi. Ừ. Sợ gần đi tiêm này họ rất sợ lắm. Đây mình quay các bạn xem này. Đấy, em bé bị tiêm cái mắt này. Cái mắt này nó bị như kiểu bị lên lẹo đấy. Còn nếu nó quay à, đấy. Vì lên lẹo này nó cục nhau là mình không dám làm gì đâu. Mình sợ là bởi vì ấy ở mắt nước nguy hiểm. Nên là nó cứ để trong là được vài hôm nó khỏi, trong vài hôm này mọc lên như này.
thì không biết thế nào, mọi người có cách gì để chữa cho em bé. Chắc cả năng lớp phải đi bệnh viện để người ta gấp, người ta chích ra chứ. Để nó cứ như kiểu mắc tới chân đi, nó cứ mọc lên, mọc đi mọc lại. Đấy, gì là gì là người ta. Đó, rất là một mình. Mà nhìn rất là lo, không biết là nó có ảnh hưởng không. Ba bố con mình bắt đầu lại lên đường đi bệnh viện, cho anh này đi bệnh viện khám bệnh. Ông ấy ho. Bây giờ bố con đi bệnh viện ha. Apa amu gelo. À cứ đấy. Apa kia mà chưa có tờ. Lên đường rồi. Quá gì. Cái này ai phụ gì mà lại thế. Anh con trai lớn thì cứ ngồi trong đây thôi, bởi vì là lúc bỏ vào trong đấy tiêm sợ ngồi đây. Sợ tiêm á, ngồi đây có dám vào. Con sợ gì? Quán này các bạn, hôm nay mình sẽ vào cái quán này. Mai thôi ăn được đấy. Ở chỗ nào? Cha tôi bác gì? Hay là cái này. Cái này. Ngon chưa này? Khi tầm đổ này đánh ra thì trước là hôm trước này cũng ăn rồi, hôm nay ăn tiếp. Chung ăn à? Chốt cái này ăn lê về lê 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 lê
được gia đình nhà mình đây. Chú chưa? Bay trò, rất là ngon. Đây trên một bát cơm. Thực ra thì gia đình mình đi tìm quán không? Đi các quán và quán kia tìm. Cuối cùng là mình tìm được cái quán này vào ăn. Bởi vì thì nó không có chỗ đỗ xe các bạn. Không có chỗ đỗ xe luôn. Thành ra là đỗ xe đi mãi đằng xa kia, đổ đi bộ ở đây mới tìm thấy quán này thì vào ăn luôn các bạn. Bởi vì thời tiết ngoài lạnh quá. Thì vào đây thì gặp mấy em gái Việt Nam. Lúc nào cũng đây. Vũ quán đây. Mời ăn thịt nướng như vậy nha. À, nướng như phần đấy phần ngon nhất. Con bò mà có sướng lên nữa. Con lợn. Tai lợn. Bò. Luôn. Bò xay các bạn. Nhiều lắm để được ăn được cái món ngon như vậy. Bây giờ là gia đình mình bắt đầu là chuẩn bị lên đường về nhà đây. Shopping nhá, nhà shopping nhá. Giờ mình còn đòi muốn đi shopping mua quần áo này. Thôi, thì bây giờ mình xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhá.